Cho tôi con gà. Wow. Hai con của chị 300 ạ. Mua có một con sẽ đính tiền hai con. Thì con gái chị mới cần một con đi mà. Con cháu con bé chứ. Con bé kia đứng lại. Con đã thuộc kịch bản chưa? Dạ, ba mẹ cứ yên tâm. Ông bà ơi, con đói. Vào đây bà nấu cơm cho ăn nhé. Cả một con nữa. Rồi, đợi chút là xong. Mẹ con cảm ơn nhá. Món gà hầm ngon quá hả? Thì hạt nêm Ajinomoto cải tiến mới. Ngon từ thịt, ngon từ xương thì chả. Úi, hôm nay mẹ đi chợ nấu cơm à? Tối con xa. Con có cách. Cả nhà ăn cơm đi. Không có chủ con một cửa đâu. Thôi cứ ăn đi. Đây, bí kíp gia truyền hạt nêm Ajinomoto cải tiến mới, tăng chiết xuất xương thịt qua quá trình hầm chậm nhiều giờ và công nghệ Nhật Bản, giúp món nào cũng ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đây, từ lần sau tự nấu. Mẹ! Bún giúp ba. Cái gì? Ba chuyển nhầm cho mẹ 10 triệu á? Có tin nhắn chuyển tiền, mẹ nghe bài này đi, hay cực. Con mà lấy lại được số tiền chia 5 năm, đầu tiên phải lấy được mật khẩu máy mẹ cái đã. Mẹ đi ra lấy đồ mang về đã nhá. Thời cơ đến rồi. Chỉ cần một chút bột mì. Rắc lên. À pu. Đã có mật khẩu. Bún ơi, chuẩn bị đi về thôi. Không kịp rồi. Thôi, ghi tạm ra tay cái đã. Sao máy mẹ bẩn thế này? Anh ơi, anh mua cà phê về cho anh này. Chị Bún. Anh phải làm việc có lỗi với mẹ vậy. Con xin lỗi mẹ ạ. Ôi, bẩn hết cả áo của mẹ. Em mặc áo và giặt đi cho đỡ bẩn. Đây, nhớ dùng Omo 0% chất tẩy. Đặc biệt, an toàn cho da tay. Em yên tâm, bột giặt này với công nghệ xoáy bẩn xanh giúp xoáy bay các vết bẩn cứng đầu. Lại còn có công nghệ khóa hương 4 chiều giúp quần áo lưu hương dài lâu. Mất khẩu đây ba. Ok. Công nhận thơm thật. Hai ba con đang làm gì đấy? Anh à, dạ, con đang học nhảy mà mẹ. Đừng em, ba nhảy cùng cho vui. Chuyển tiền thành công. Yes. Từ giờ đừng có nhìn mặt em nữa. Hai, lại bỏ nhà ra đi. Để xem lần này mẹ ở nhà ba được mấy ngày. Vẫn còn gì thôi nhau lắm. Mẹ ơi, con muốn ăn gà rán. Gà rán mà mẹ. Thì gà đây, tự đi mà rán ai mà hầu. Cứu tôi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Anh ơi em khạ. Anh nào, ha thì tự lấy nước mà uống. Dạo này thế mẹ hay mỏi người thì phải. Mẹ, để đấy con làm cho. Nay mẹ mệt nên gái cưng của mẹ về chăm mẹ nè. Ok xong. Mẹ ơi. Ui đến rồi. Mẹ. Mấy lần đến con thấy mẹ mệt mỏi một hơi đau như người, nên con mang chút sữa đến cho mẹ à. Vợ con đã dùng sữa non Grow Plus Immuneo cho bún, nên biết rõ thành phần sữa non Immuneo của nhà Nutifood Thụy Điển rất tốt. Sữa Vana Colostrum này cũng có thành phần sữa non Immuneo từ Mỹ, phù hợp cho người lớn ăn uống kém, cần tăng cường đề kháng, bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non, tốt cho tiêu hóa, tim mạch và chắc khỏe xương. Nên con cũng yên tâm mẹ à. Chồng mẹ tuyệt vời như thế, lại còn biết quan tâm sức khỏe ông bà. Thế mà mẹ còn giữ cái hờn. Giờ mẹ mới biết à? Về với chồng thôi. Con bé này ở đây làm gì đấy? Thì con chờ chồng con chở con về. Hai ba con nó bắt taxi về từ lâu rồi. Hả? Xuống đi chợ nấu cơm nhanh. Dạo này xấu quỹ đen. Đỉnh phết nhở. Giấu chỗ nào cũng bị phát hiện. Giấu chỗ này không bị phát hiện này. An toàn, ta chi tiêu linh hoạt mà vẫn sinh lời tự động nha. An toàn linh hoạt sinh lời tự động. An toàn linh hoạt sinh lời tự động. Tài khoản Techcombank. Techcombank. An toàn linh hoạt sinh lời tự động. An
sinh lời tự động. Tài khoản Techcombank. Cái này được đấy. Đưa đây. Hả? Đưa cái quỹ đen đây. Nhưng mà chỉ cần click vào hashtag tài khoản Techcombank và tham gia Dance Challenge nhịp điệu sinh lời cùng tài khoản Techcombank phiên bản vượt trội là có cơ hội nhận ngay 50 suất đặc quyền gặp mặt các anh tài trong hậu trường nha. 100 vé coi sao check cho đêm concert anh trai vượt ngàn trong gai. Vừa có lời lại còn vừa được gặp thần tượng, quá hời đi còn gì nữa. Cùng thực hiện thử thách nha mọi người. Biết đồng thường. Biết. Làm lại. Biết đồng thường. Thương nào? Thương con. Đôi khi mình im lặng, người khác nói mình không hiểu. Thật ra cái gì mình cũng hiểu, nên biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được gì. Anh vừa nhận lương này. Anh quên thay mấy đồng tiêu bạc. Lên 6. Góc nhặt nhở. Hiện nay có một sự việc vô cùng quan trọng liên quan tới các cháu nhỏ. Gia đình ai có con hoặc cháu nhỏ thì phải chăm sóc thật kỹ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng kim cương. Bởi vì chỉ một tháng nữa thôi, nó sẽ là nguồn thu nhập chính của gia đình bạn. Phóng viên Thanh Hải thường trực tại Sở Nhà Bú. Quá đáng lắm luôn á. Còn cái gì? Có kích thước lớn nhất trên thế giới với chiều dài cơ sở là 1m73, cân nặng 69kg, với chất liệu da cao cấp 100%, thật đến không thể thật hơn, mềm mịn lắm lông và hơi hồi với công nghệ chống thấm mới nhất thị trường hiện nay. Đấy là ví nhà khác, chứ ví nhà em vẫn thấm mà. Với hai phiên bản đa dạng cho chị em tha hồ lựa chọn, một lịch lãm sang trọng phù hợp cho các chị em mang theo khi đi dạo phố và cà phê sang chảnh cùng bạn bè. Hai, chị em tự hiểu nhá. Các chị em đừng có lăn tăn vì không có nhiều ngăn, nhưng được cái đựng gì cũng được. Đặc biệt phù hợp với phụ nữ mang thai và cho con bú. Các chị em còn chần chờ gì nữa? Mau mau cứu lớp một con ví mà lấy tiền tiêu Tết đi, bởi vì đây là